dòng này. Có gì đâu á. Alo, có chuyện gì không hả? Chị ơi, chị giúp em chuyện được không chị? Chị gì nó đi cũng về vòng. Con nhỏ trong trường nhặt bò em nè. Ok, đánh nhau là chuyện của chị mày, yên tâm đi. Chị Mai, chị đứng trước cổng trường đợi em, rồi em chỉ mặt nó cho chị xử nha. Ok. Dạ cảm ơn nha chị. Thôi đi, tôi ghét cái thứ lịnh lịnh nó muốn ở đâu khi nào nói đi. Dạ ngày mai tan học em sẽ đợi chị ạ. À. Ok mày. Đến trưa mai hay sau, các bạn tan trường và... Ê, bữa nào là con Như đâu? Thank you.
Tên của chi đâu cái hai tên nam vẫn nên ngủ với các bạn ông tự chúng ta tình yêu lúc nào là chỉ là cảm hứng chứ chưa thực sự là tình yêu chỉ là sự cảm hứng của tình bạn mà thôi. Đến một lúc nào đó chúng ta thực sự chắc chắn về suy nghĩ của mình, chỉ mỗi phút lo ngại đang ảnh hưởng đến tương lai sau này của các bạn chứ đâu. Của chị hai tên nam tới đây là kết thúc. Cuối ngày em xin chúc ban giám khảo quý thầy cô và tất cả các bạn học sinh lời chào, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc mừng lớp 12B5 đã hoàn thành phần thi của hội thi thi tiền phòng.